thuốc số 2 đó chính là ibuprofen 200mg hoặc trong tình hình dịch Covid đang tăng cao hiện tại thì các bạn đang rất là lo lắng là không biết có thể dùng được loại thuốc nào ở tại nhà để phòng ngừa được bệnh Covid không ạ? Thì Thúy Chi chia sẻ cho các bạn những loại thuốc có thể dùng được ở tại nhà. Thuốc thứ nhất đó chính là paracetamol hoặc có tên biệt dược là acetaminophen hay là Tylenol, là thuốc giảm đau và hạ sốt, nên các bạn là dùng ngay khi mà các bạn nghi ngờ là mình có một cái triệu chứng, được chưa ạ? Và liều dùng của nó là 2 viên 500mg mỗi ngày, các bạn dùng 3 lần, không được dùng quá tối đa 3 gram trên một ngày. Và các bạn cần lưu ý giúp Thúy là những bệnh nhân mà gặp phải tình trạng về gan á, thì các bạn cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi các bạn dùng cái acetaminophen này nhé, vì nó có thể tăng cái rủi ro và gây tổn thương gan. Cái thuốc số 2 đó chính là ibuprofen 200mg hoặc naproxen 500mg. Đây là một dạng thuốc giảm đau nhức, hạ sốt và kháng viêm. Trước kia có rất là nhiều những cái nghi ngờ về cái NSAID trong chữa trị Covid-19, nhưng những cái nghiên cứu gần mới đây ở trên Lancet ấy, thì họ đã chỉ ra rằng là cái NSAID này có thể chữa trị không thua gì acetaminophen và không có tăng rủi ro các bạn nhé. Vì vậy thì cái ibuprofen 200mg này có thể dùng để chữa trị Covid-19 nếu như bệnh nhân không thể nào dùng được acetaminophen. Thuốc số 3 đó chính là vitamin D liều thấp mỗi ngày. Ngày càng có nhiều các nghiên cứu họ đã chỉ ra rằng là vai trò quan trọng của vitamin D trong việc ngăn ngừa và bảo vệ cơ thể mình khỏi Covid-19. Khi bệnh nhân bị thấp vitamin D thì cái rủi ro mắc Covid-19 hoặc là có bệnh Covid-19 nặng hơn sẽ cao hơn. Nên các bạn hãy kiểm tra cái mức vitamin D của mình và có thể dùng một viên với hàm lượng là 2.000 đơn vị mỗi ngày. Thuốc số 4 đó chính là thuốc steroid. Đó chính là dexamethasone và prednisolone. Dexamethasone nó đã được chứng minh là có thể giảm được cái tỷ lệ tử vong trong các cái nghiên cứu trước đây và hiện nay đã được NIH đưa vào phác đồ điều trị ở trong bệnh viện. Tuy nhiên thì chưa có những cái hướng dẫn về cái việc steroid điều trị ở tại nhà, nên là tùy vào từng ca mà bác sĩ có thể cho uống ở tại nhà hay không các bạn nhé. Và liều thông thường có thể sử dụng dexamethasone là 6mg hay là dùng prednisolone 4mg mỗi ngày và có thể dùng trong vòng 5-7 ngày. Cái thuốc số 5 đó chính là melatonin. Melatonin là một loại thuốc ngủ gốc thảo dược và có rất là ít tác dụng phụ và bệnh nhân có thể dùng ở trong một thời gian dài. Và các video chia sẻ về giấc ngủ của Thúy đã chia sẻ phân tích về đề này rất rõ, các bạn có thể xem lại nhé. Và một số cái nghiên cứu hồi quy họ đã cho thấy rằng là bệnh nhân nếu mà dùng melatonin có thể giảm được 28% rủi ro bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Và dựa vào những cái điều này thì các bác sĩ đã cho bệnh nhân có thể dùng được melatonin với cái liều dùng là 10mg mỗi tối các bạn nhé. Mong rằng là những cái thông tin dưới đây rất là hữu ích. Các bạn có thể nhấn nút like và chia sẻ để cho mọi người có thể biết đến những cái thông tin này nha. Vâng, nếu như mà các bạn thấy rằng cái video này hay thì hãy bấm theo dõi kênh của dược sĩ Nguyễn Thúy để nhận được những cái video sớm nhất từ tôi. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé.